võ thấu lòng dân, võ hóa văn. Tất cả chúng ta đều ghi nhận những điều ấy, để rồi đây chúng ta nhắc đến đại tướng là nhắc đến một kỷ niệm rất đỗi tự hào và xúc động của chúng ta. Người ta tính là cứ 2 giây đồng hồ thì trong ngôi nhà 30 hoàng diệu của đại tướng và bây giờ là Vũng Chùa Đảo Yến đều có một người đến tưởng niệm. Có lẽ sau quốc tang của Bác thì quốc tang của đại tướng mang những điều rất đặc biệt. Ngay lập tức đã trở thành dân tang, người ta gọi là đại tướng hiền thánh ngay trong lòng dân, đại tướng của nhân dân, đại tướng của hòa bình. Đại tướng nói một câu nói nổi tiếng khi còn sống: nếu không có chiến tranh thì tôi chỉ là một thầy giáo dạy sử. Đại tướng vốn là một trí thức lớn, giáo sư sử học trường Thăng Long, chúng ta đều biết. Hơn thế nữa, nói về đại tướng, chúng ta cũng nhắc đến một kỷ niệm này. Sau sinh nhật xong, cơ thể đại tướng thiếu máu trầm trọng và phải cấp cứu ngay cho đại tướng, thì người binh nhất mới nhập ngũ đã tình nguyện hiến máu để kéo dài sự sống cho đại tướng thêm một thời gian ngắn nữa. Đấy là một nghĩa vụ thiêng liêng của người lính, mà cũng làm tình cảm cha con. Đại tướng được coi là người anh cả của bộ đội Cụ Hồ. Vào khoảng 6 giờ tối ngày 4 tháng 10 năm 2013, tự nhiên trong phòng bệnh của đại tướng vang lên một tiếng thét: Bác ơi, bác tỉnh lại đi. Thì ai cũng nghĩ ngay đấy là giờ phút ra đi của đại tướng. Cho nên như một cái linh cảm diệu kỳ, người chiến sĩ cận vệ đã chạy nhanh đến bên giường bệnh đại tướng. Và như một sự mách bảo nào đó, anh mở máy điện thoại, mở vang bài nhạc Quảng Bình Quê Ta Ơi để sát vào tai đại tướng. Thì đúng là một điều kỳ diệu, đại tướng sống lại, lại mở mắt và cảm nhận hết từng lời của bài hát Quảng Bình Quê Ta Ơi ấy, rồi đại tướng mới nhắm mắt ra đi. Xin các đồng chí, nhất là các bạn trẻ, các em học sinh, sinh viên, chúng ta ghi nhớ cái điều này, để chúng ta liên tưởng đến những giây phút cuối cùng của Bác Hồ chúng ta bên giường bệnh. Bác vẫn gửi gắm tình yêu của Bác với chúng ta như thế nào? Cái câu dĩ công vi thượng, nó có một xuất xứ cảm động. Đấy chính là trong một đêm khuya vắng lặng ở giữa núi rừng Việt Bắc, khi đại tướng đến với Bác, Bác dặn như vậy. Bác nói là làm cách mạng, người cách mạng phải dĩ công vi thượng. Và cả cuộc đời đại tướng, lúc vinh quang hiển hách cũng như lúc gian nan sóng gió, đều chỉ vì câu đó làm điểm tựa mà vượt lên tất cả. Đấy là một bài học rất thấm thía cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Ở bất cứ lứa tuổi nào, thế hệ nào, cương vị gì, hay nói như Bác, đó là suốt đời cần kiệm liêm chính, suốt đời chí công vô tư, để có thể dĩ công vi thượng. Không có ai yêu cầu về đạo đức cao như Bác đâu các đồng chí. Bác nói là trời có 4 mùa xuân hạ thu đông, đất có 4 phương đông tây nam bắc, người có 4 đức cần kiệm liêm chính. Thiếu một mùa không thành trời, thiếu một phương không thành đất, thiếu một đức không thành người. Bác còn yêu cầu là phải đủ cả 4 đức đó mới là người hoàn toàn. Bác đòi hỏi từng cá nhân, đến cả dân tộc, nhất là với đảng cầm quyền của chúng ta, phải đủ cả cần kiệm liêm chính. Được như vậy, vừa giàu có về vật chất, lại vừa văn minh về tinh thần. Cho nên ta mới hiểu tại sao Bác định nghĩa đảng ta một cách rất độc đáo. Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Hơn nữa, cũng từ
cái nguồn cảm hứng đạo đức như thế, mà bác định nghĩa về chính trị một cách rất độc đáo, khác với các nhà kinh điển. Chính trị là gì? Theo bác, chính trị cốt ở hai điều: đạo đức, đoàn kết và thanh khiết. Thanh khiết tức là trong sạch, quang minh chính đại. Đoàn kết và thanh khiết, bác chọn điều ấy làm tiêu điểm quan trọng nhất của chính trị và người làm chính trị. Tất cả các đồng chí ở đây và đông đảo chúng ta đều là như vậy. Thế cho nên khi nói về bác đấy, dù có nói bao nhiêu cũng là không đủ, dù có nhắc lại bao nhiêu lần cũng không là thừa. Những câu chuyện, những mẩu chuyện sinh động và cảm động về bác, nó tỏa ra biết bao nhiêu ý nghĩa, bao nhiêu cung bậc và phương diện khác nhau. Nhà văn Sơn Tùng, người để cả cuộc đời viết về bác, đã nói cái gì? Đã nói là chuyện bác Hồ trăm năm chưa thấu ngọn nguồn. Chúng ta để cả cuộc đời để tìm hiểu về bác, để học tập và làm theo bác. Nói đến bác Hồ, chúng ta lưu ý là bác chỉ ở với đảng, với dân, với chúng ta được 79 mùa xuân rồi bác ra đi. Nếu bác còn sống với chúng ta đến ngày hôm nay, bác là 124 tuổi. Nhưng bác chỉ ở được 79 tuổi rồi bác ra đi. Và chỉ cần mấy tháng nữa thôi là bác sang tuổi 80 mà bác cũng không đợi được. Cho nên nói đến bác, người ta thường nhắc đến kỷ niệm sinh nhật cuối cùng của người vào tháng 5 năm 1969 hồi đó. Đồng chí Lê Duẩn, hồi đó là bí thư thứ nhất Trung ương, bây giờ ta gọi là tổng bí thư, có đến gặp bác để trình bác 4 dự thảo văn kiện, mà bác chỉ duyệt 3 cái thôi. Một văn kiện bác trả lại bằng lấy bút đỏ gạch chéo bác trả lại. Cái dự thảo văn kiện thứ nhất là Trung ương xin phép bác để tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đảng vào năm sau, năm 70. Bác duyệt ngay vì bác là người sáng lập ra đảng. Bác không chỉ sáng lập ra đảng ta đâu, vào tuổi 30 ở Pháp, ở châu Âu lúc đó, bác còn là đồng sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp. Cho nên nếu nói theo chúng ta ngày nay đấy, về thẻ đảng, thì bác là người mang hai tấm thẻ đảng: đảng viên Đảng Cộng sản Pháp do bác sáng lập, và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cũng do bác sáng lập. Bác duyệt ngay. Dự thảo văn kiện thứ hai bác cũng duyệt ngay, đó là Trung ương đề nghị bác cho tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 25 năm ngày quốc khánh, ngày độc lập. 45-70 là 25 năm, 1/4 thế kỷ. Bác là tác giả tuyên ngôn độc lập. Bác đọc tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam mới, và đang đọc bác dừng lại, nói một câu nói đã đi vào lịch sử: đồng bào nghe tôi nói có rõ không? Thì bác duyệt ngay. Nhưng bác chỉ ở với đảng ta lúc đảng 39 tuổi, ở với dân ta lúc nước 24 tuổi, độc lập. Còn đến lúc đảng 40 tuổi, nước 25 tuổi thì bác đi xa rồi. Cái văn kiện thứ ba bác cũng duyệt ngay, đó là chúng ta dự định tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Lenin, người thầy vĩ đại của cách mạng, mà bác cũng khiêm tốn nhận mình là học trò nhỏ của Lenin. 1870 là năm sinh của Lenin, 1970 là tròn 100 năm sinh. Lenin là một lãnh tụ vĩ đại, nhưng ông chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi, 54 tuổi đã mất. Mà xin các đồng chí nhớ, nhất là các đồng chí giảng viên dạy về lý luận, ngoài việc lãnh đạo cách mạng, ngoài việc sáng lập đảng và nhà nước, rồi đặt viên gạch đầu tiên của chủ nghĩa xã hội trên thế giới ở nước Nga Xô Viết ấy, ta có ngờ đâu
Lenin có một sự nghiệp đồ sộ vĩ đại đến như vậy. Riêng tác phẩm thôi, Lenin là tác giả để lại cho hậu thế chúng ta 9.000 tác phẩm. Chúng ta có để cả cuộc đời cũng không đọc hết sách của Lenin. Vậy mà bác thiên kinh vạn quyển, bác đọc văn hóa phương Đông, phương Tây, bác thâu thái toàn bộ tri thức tinh hoa Đông Tây kim cổ để mang được tầm trí tuệ của Marx và Lenin. Thì cái văn kiện này bác cũng rất cảm động duyệt ngay. Còn văn kiện thứ tư lại liên quan đến bác. Trung ương muốn tổ chức trọng thể 80 năm ngày sinh của bác để chúc thọ bác vào mấy tháng sau. Thì bác lấy bút đỏ gạch chéo bác trả lại. Bác nói với đồng chí Lê Duẩn là các chú đừng làm sinh nhật cho bác nữa. Bác chẳng biết còn được bao lâu nữa đâu. Bác đau tim rất nặng, nhất là sau cái chết đột ngột của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Mà tổng tiến công Mậu Thân đang đến gần thì Đại tướng ra đi. Bác đi viếng Đại tướng về, bác khóc. Bác bảo bác mất một nửa sự sống rồi. Tim bác đau rất nặng. Và nhiều bệnh tật từ thuở ở châu Âu bây giờ tái phát lại. Trong đó có bệnh phổi, bệnh tim mạch, áp huyết rối loạn. Đáy mắt của bác đã chảy máu ngay từ khi bác viết di chúc. Mạch máu ở cổ bác giãn ra gần như vỡ. Bác nhiều khi mất tiếng không nói được. Chúng ta nghe bác đọc thơ chúc Tết giao thừa, chúng ta có ngờ đâu để được như vậy. Bác phải tập luyện trong đau đớn. Bác xuống với nông dân ở nông thôn, chỉ một cơn mưa lạnh đầu mùa, bác đã liệt cả cánh tay, rồi liệt cả nửa thân mình. Bác cũng tập trong vườn của bác đêm khuya để mọi người không biết thôi. Đau đớn như vậy bác chịu đựng hết. Cho nên nói đến điều về nêu cao trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, lời nói việc làm đi đôi với nhau, không có gì thấm thía hơn. Cứ để nó toát lên qua từng câu chuyện, từng ứng xử của bác, kể cả việc bác từ chối sinh nhật. Đồng chí Lê Duẩn phải thưa lại với bác là: thưa bác, không tổ chức sinh nhật cho bác thì cũng không tiện, bởi vì ngoài bác ra đã đành, nhưng còn có Trung ương, còn có Mặt trận, có Quốc hội, Chính phủ, nhất là đoàn ngoại giao, mấy chục vị đại sứ đang chờ vào chúc thọ bác, thì sao lại không tổ chức được? Bác mới chợt nhớ ra là còn bạn bè quốc tế nữa. Cho nên bác nói một câu cảm động là: thôi, nếu vậy thì các chú làm thật nhanh lên cho bác. Đừng bày vẽ tốn kém làm gì, chỉ cho bác mấy bông hoa là đủ rồi. Mà cả một cuộc đời tiết kiệm vì thương dân, cho nên bác còn cố dặn lại là chỉ 5 bông hồng đỏ thôi. Thì bó hoa của Trung ương tặng sinh nhật bác làm theo đúng lời bác dặn, có ngờ đâu vẹn vẹn chỉ có 5 bông hồng nhỏ. Và đấy là lần cuối cùng chúng ta được tổ chức sinh nhật cho bác. Tại sao bác nói là làm nhanh lên cho bác? Bác đau tim các đồng chí. Bác chủ tính có thể đi bất cứ lúc nào, đi đột ngột bất cứ ở thời điểm nào. Xin các đồng chí dành thời gian đọc vào cái bản di chúc thiêng liêng này. Chỉ có hơn 1.000 từ thôi mà bác nói bao nhiêu điều cảm động. Lúc thì bác nói là: ai mà đoán biết được tôi còn sống được mấy tháng, mấy năm nữa. Lúc bác viết là: ai mà đoán biết được tôi còn sống được mấy năm, mấy tháng nữa. Đấy là thời điểm của năm 65 và 68. Còn đến năm 69, chữa di chúc lần cuối cùng, 4 tháng sau thì ra đi. Thì không còn tháng, không còn năm, chỉ còn trong giây lát mà thôi. Cho nên bác viết là: ai mà đoán biết được tôi còn sống được bao lâu nữa. Phải hiểu như vậy để ta hiểu rõ thêm là vì sao bác dặn là làm nhanh lên cho bác, đừng kéo dài. Và chúng ta bây giờ qua nghiên cứu,
về Bác, chúng ta biết thêm được một chi tiết này. Có ngờ đâu, ngày 19 tháng 5 mà ta gọi là sinh nhật Bác chỉ là một ngày rất tượng trưng. Đấy chính là ngày thành lập Mặt trận Việt Minh, rồi Mặt trận Liên Việt, rồi Mặt trận Tổ quốc như ngày nay. Cái ngày ấy không phải ngày sinh của Bác theo đúng nghĩa đâu. Bác lấy ngày ra đời của Mặt trận để tượng trưng cho sinh nhật của mình. Trong quá khứ đau thương tủi nhục, hoàn cảnh nghèo khó như thế, ông bà cha mẹ các thế hệ trước của chúng ta sinh con ra cũng không nhớ ngày sinh đâu, chỉ nhớ kỷ niệm về âm lịch hay các mùa trăng mà thôi. Bây giờ ngày ấy đi vào lịch sử và chúng ta coi là sinh nhật Bác đúng như tâm nguyện của Bác. Và cảm động hơn nữa, một người suốt đời vì dân vì nước, khiêm nhường đến mức không thể khiêm nhường hơn, Bác duy nhất chỉ tổ chức sinh nhật chủ động cho mình một lần duy nhất, chủ động tổ chức sinh nhật, còn thì không bao giờ Bác cho làm sinh nhật. Đồng chí Vũ Kỳ, thư ký lâu năm của Bác, có kể với chúng ta là thường sắp đến ngày sinh thì Bác dặn tôi lên kế hoạch để đưa Bác đi các địa phương, đi công tác xa, thậm chí kể cả ra nước ngoài, để Trung ương cũng không thể tổ chức sinh nhật cho Bác được. Rồi Trung ương cũng biết ý của Bác, cho nên mới phải bàn nhau tổ chức sớm hơn để Bác còn dự được. Chứ còn trong đáy lòng lại Bác không muốn. Cái ngày 19 tháng 5 năm 1946 đấy, tức là khi đất nước của chúng ta độc lập mới chưa được một năm, mà thù trong giặc ngoài, số phận dân tộc ngàn cân treo sợi tóc, Bác lại chủ động tổ chức sinh nhật. Ý Bác là để biểu dương lực lượng của toàn dân, của đại đoàn kết toàn dân, để kẻ thù nhìn cho thấu rõ sức mạnh Việt Nam. Thế thôi, còn không bao giờ Bác tổ chức sinh nhật. Chuyện còn kể lại là hồi ở kháng chiến Việt Bắc, đoàn cán bộ dân chính đảng của Trung ương đến chúc thọ Bác, mà có gì đâu, chỉ hái một bó hoa rừng mang vào tặng Bác thôi. Bác cũng cảm ơn, và tính Bác tiết kiệm, tính Bác lại thiết thực nữa, Bác dặn chúng ta là lần sau có đến với Bác, các cô các chú đừng mang hoa cho Bác nữa, mang cho Bác mấy quả bí thì tốt hơn. Bác rất thiết thực các đồng chí. Bác mới mở cửa liếp để cho chúng ta nhìn rõ xung quanh rừng núi đầy hoa rồi. Đấy là hoa trong thiên nhiên, trong tự nhiên mà Bác cả đời gắn với tự nhiên, với thiên nhiên. Bác bảo đừng mang hoa cho Bác nữa, là như vậy thì các đồng chí. Và chúng ta cũng nhắc lại một cái kỷ niệm rất rất xúc động mà cũng rất vui. Nó thể hiện rõ cả tâm hồn trí tuệ của Bác nữa. Các đồng chí đều biết là vào những năm cuối đời, Bộ Chính trị có yêu cầu Bác định kỳ đi chữa bệnh ở Trung Quốc. Cái lần ấy, Bác và đồng chí Vũ Kỳ sang Trung Quốc lại đúng dịp Tết. Thế là đón Tết âm lịch ở trên đất khách quê người. Bác nhớ nhà, nhớ đồng bào chiến sĩ, ngày đêm nghĩ về chiến thắng của miền Nam, của dân tộc. 6 giờ sáng mùng 1 Tết mà Bác đã khai bút đầu xuân. Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ là chú lấy giấy bút ra, Bác đọc để chú ghi. Đồng chí Vũ Kỳ chuẩn bị sẵn cho Bác những chưa hiểu Bác định viết cái gì. Thế bắt đầu viết cho Bác, ai ngờ đâu Bác đọc chậm rãi từng câu như đọc chính tả vậy các đồng chí. Bác đọc cả dấu phẩy xuống dòng cho đồng chí Vũ Kỳ chép cơ. Nguyên văn cái câu chuyện đó là thế này. Bác đọc là chú chuẩn bị ghi cho Bác này. Đã lâu không làm bài thơ nào phẩy xuống dòng. Ông Vũ Kỳ ngẩng lên nhìn Bác. Thưa Bác, thơ à? Bác cười, Bác bảo chú cứ viết. Đã lâu không làm bài thơ nào phẩy xuống dòng. Nay lại thử làm xem ra sao.
Ông Vũ Kỳ thầm nghĩ đích thực là thơ rồi. Bác lại bảo phẩy xuống dòng, lục khắp giấy tờ vần chửa thấy. Ông Vũ Kỳ lẩm bẩm là chưa thấy thơ đâu cả. Thì bác đứng lên gần sát người thư ký của mình, bác đọc rất sảng khoái, bỗng nghe vần thắng vút lên cao. Bài thơ khai vút đầu năm của bác đấy, cũng là một trong những bài cuối cùng của đời bác. Đã lâu không làm bài thơ nào, nay lại thử làm xem ra sao. Lục khắp giấy tờ vần chẳng thấy, bỗng nghe vần thắng vút lên cao. Cả một cuộc đời lạc quan cách mạng, không buồn, không bị lụy bi quan, lúc nào cũng hướng tới tương lai. Nhưng đau thì nỗi đau tận cùng ở trong lòng bác. Tố Hữu viết rất đúng là bác chẳng buồn đâu, bác chỉ đau. Nỗi đau dân nước, nỗi năm châu, ngổn ngang trăm mối như lòng mẹ, cho hôm nay và cho mai sau, là đúng như vậy. Vậy cuộc đời của bác, sự nghiệp của bác có những điểm gì đáng lưu ý? Tất cả chúng ta ai cũng biết được một đôi điều gì đó, nhưng để thấu hiểu ngọn nguồn thì ta cũng cần phải có thời gian nghiên cứu. Mỗi chúng ta sinh ra, cha mẹ đặt cho một cái tên, đi hoạt động có thể có bí danh, bút danh, nhưng chắc là không thể nhiều được. Còn Bác Hồ của chúng ta, 79 năm trong một cuộc đời, thì bác mang tất cả 174 cái tên, cả bút danh và bí danh. Mà tên bác đấy nhiều khi rất lạ. Bác chỉ viết một chữ B thôi, ai cũng hiểu đó là bác. CB đấy là của bác. TL đó là Thắng Lợi hay là Trần Lực là tên của bác. Thủa nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tuổi thanh niên là Nguyễn Tất Thành. Bước xuống tàu biển lênh đênh trên bến cảng Nhà Rồng, đi mọi miền của thế giới, một cuộc đi 30 năm, đi vòng quanh trái đất 40 nước bác đã đến, kể cả nước Mỹ, kể cả chân tượng thần tự do của nước Mỹ đã có dấu vết của người rồi. Một cuộc đi kỳ lạ đến như vậy thì bác dùng tên là Nguyễn Ái Quốc, người thanh niên Việt Nam họ Nguyễn yêu nước. Để rồi đến 1941 khi trở về Bắc Bó Cao Bằng thì bác dùng là Hồ Chí Minh. Và bác dùng tên Hồ Chí Minh đến tận phút chót, kể cả trong bản di chúc mà đảng ta bây giờ cho in hàng triệu triệu bản để phổ biến đến toàn đảng toàn dân. Các đồng chí nhìn vào chữ ký của bác đấy, chữ ký của bác Hồ Chí Minh. Bác còn viết sẵn một góc bên lề này: chứng kiến của bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Lê Duẩn được mời đến chỉ ký một chữ là xong. Còn bản di chúc này, đồng chí Vũ Kỳ được bác tin cậy giao cho giữ. Và bác có dặn đồng chí Vũ Kỳ là chỉ khi nào bác đi thì chú hãy báo cáo với Trung ương về cái việc này, còn tuyệt đối bí mật. Bác sợ dân tình nao núng, đảng đau buồn, bác cố nén. Bác đề ngay vào góc di chúc là tuyệt đối bí mật. Một lề bên kia bác ghi là mừng sinh nhật 75 tuổi. Viết di chúc mà vui mà mừng chứ không bị lụy, đấy cũng là điều chỉ có ở Hồ Chí Minh mà thôi. Thì đấy là một cuộc đời kỳ diệu các đồng chí. Trong tên tuổi của bác, có khi bác dùng là Thầu Chín hồi ở Thái Lan, có khi bác dùng là Vương hay Lý Thụy ở Trung Quốc. Ở Liên Xô, khi bác học tập trong trường Đại học Quốc tế Lenin, rồi viết luận án tiến sĩ sử học tại Viện Nghiên cứu các dân tộc thuộc địa, bác dùng là Lin. Còn ở trong nước Bắc Bó Cao Bằng, chiến khu Việt Bắc, bác dùng là Ông Ké Già Thô. Có khi bác lấy địa danh để làm tên như là Tân Trào Việt Bắc. Có khi bác dùng cả khẩu hiệu như chiến sĩ, chiến thắng, chiến đấu, du kích. Đấy là tên của bác.
vân vân. Nhưng có một điều này rất lạ các đồng chí. Ai cũng biết bác không có vợ con, không có cuộc sống riêng tư như chúng ta. Vậy mà sao trong số tên tuổi của bác lại xuất hiện rất nhiều tên phụ nữ, mà toàn tên đẹp đấy các đồng chí, toàn tên quý phái cả. Thanh Lan, Thu Lan, Phong Lan, Diệu Hương, Tuyết Trinh, Hồng Liên, Thu Giang, vân vân. Rất nhiều tên phụ nữ bác lấy làm tên mình. Thì chỗ này phải có một lời giải thích. Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người học trò kiệt xuất của bác, lại ở gần gũi với bác lâu năm, cho chúng ta một lời giải thích đầy sức thuyết phục. Thủ tướng nói là: đừng quên, bác không chỉ là một nhà tư tưởng lỗi lạc, bác còn là một nhà văn, nhà thơ, tâm hồn lộng gió bốn phương của thời đại. Yêu con người, yêu sự sống, yêu thiên nhiên hoa cỏ, thì nâng niu một cái tên phụ nữ cũng nằm trong khát vọng sống mãnh liệt của bác. Không có ai viết về ngôi nhà sàn hay như thủ tướng đâu các đồng chí. Người sống trong ngôi nhà sàn đơn sơ giản dị, ngát hương thơm cây cỏ hoa vườn, nhưng tâm hồn thì lộng gió bốn phương của thời đại. Đấy là lời của thủ tướng. Thủ tướng cũng dùng ngôn ngữ để khắc họa một nhân cách Hồ Chí Minh toàn vẹn nhất. Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu. Thì những cái điều bác viết như vậy là điều dễ hiểu. Hơn nữa, chỉ cần tìm xem bác dùng tên phụ nữ vào thời điểm nào, ở việc gì và lúc đó bác ở đâu, thì ta sẽ càng hiểu rõ. Hóa ra đó là thời điểm bác hoạt động ở nước ngoài, mà lâu nhất là ở thời kỳ ở Trung Quốc và Pháp. Bác viết những tác phẩm lên án chủ nghĩa thực dân, làm nhục nhân phẩm phụ nữ, bây giờ phải đấu tranh bảo vệ quyền sống hạnh phúc cho phụ nữ, tố cáo thực dân đế quốc, thì tốt nhất, hợp lý nhất, người đứng tên cái bài báo đó là một phụ nữ. Mà bác chọn toàn những phụ nữ có tên đẹp như vậy để viết, thì nó hợp lý. Đấy là một nghệ thuật che mắt kẻ thù của bác. Và bác có nghệ thuật hóa trang rất giỏi, cho nên là bao nhiêu lần hiểm nguy bác vượt qua hết. Vậy mà bác vẫn phải vào tù ra tội. Riêng án tử hình vắng mặt, bác bị 2 lần kết án. Rồi bao nhiêu trận ốm nguy kịch hiểm nghèo tưởng chừng như cướp đi sự sống của bác, kể cả ở núi rừng Việt Bắc, Bắc Bó, Cao Bằng. Cho nên chúng ta đừng quên là bác đọc tuyên ngôn độc lập mà bác chưa dứt cơn sốt, vẫn còn đang rất mệt, người lấy khăn tay thấm mồ hôi và nói một câu đi vào lịch sử: đồng bào nghe tôi nói có rõ không? Bác sợ mình là người xứ Nghệ, đồng bào Hà Nội phát âm nhẹ không nghe được. Ở đời này không có lãnh tụ nào gần dân, thương dân đến như thế, không có một khoảng cách. Cho nên tôi muốn thưa với các đồng chí là tất cả những khái niệm lý luận nêu cao trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, lời nói việc làm đi đôi với nhau, nó cứ biểu hiện sinh động chân thực qua từng cử chỉ việc làm của bác. Bác muốn chúng ta lý luận phải hòa tan trong thực tiễn, chứ không lý luận suông vô ích. Cho nên nếu cắt nghĩa lý luận, giảng giải chữ nghĩa về vấn đề này thì không cần thiết, mà chúng ta tự mình liên tưởng từ Bác Hồ vào chính chúng ta. Chúng ta hóa thân vào bác cũng từng như bác hóa thân vào chúng ta, vào dân tộc, để ta hiểu bác nêu gương mẫu mực về những vấn đề này như thế nào. Để mỗi chúng ta làm được một điều gì đó tốt đẹp, dù nhỏ nhoi thôi, cũng là xứng đáng với bác. Ý định của chúng ta chắc chắn là như vậy. Thế cho nên, trong tất cả những tên ấy bác mang, nó thể hiện cuộc đời phong phú và cao thượng của bác, thì chúng ta nhớ nhất những cái tên mang tính bước ngoặt trong cuộc đời của bác.
Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh. Những bước ngoặt lớn trong cuộc hành trình của Bác và cũng là số phận của dân tộc chúng ta. Còn trong thực tiễn ấy, dù là người Việt Nam hay người nước ngoài đến Việt Nam với chúng ta, ai ai cũng chỉ gọi một tiếng thôi, đó là Bác Hồ. Từ Bác Hồ đã trở thành một từ vựng biểu trưng cho những gì tốt đẹp nhất của thế gian. Người ta ví Bác có phẩm chất vĩ đại của Đức Chúa, bao dung độ lượng vĩ đại Chúa Giê-xu. Người ta ví Bác có cái tâm của nhà Phật, vô ngã vị tha, từ bi hỷ xả. Triết lý nhà Phật là cứu một người phúc đẳng hà sa, còn thì Bác cứu cả dân tộc và cứu cả nhân loại. Người ta ví Bác có tầm trí tuệ của Mác Lênin, có đầu óc thiết thực của Tôn Trung Sơn. Tôn Trung Sơn tức là lãnh tụ Trung Quốc, người đề xướng ba cái chủ nghĩa: dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc. Người ta ví Hồ Chí Minh là hiện thân của tâm hồn Nguyễn Trãi, Nguyễn Du. Thế là tất cả những gì tốt đẹp nhất của thế gian tìm đến Bác để biểu hiện. Bác Hồ của chúng ta là như vậy. Cho nên ta nói là Hồ Chí Minh, người Việt Nam đẹp nhất, là con người viết hoa chân thiện mỹ mà cuối cùng thì lịch sử cũng đã tìm thấy, đã thể hiện. Còn với Bác, Bác chỉ nói một điều giản dị: với Việt Nam, với đồng bào của Bác, nhất là với miền Nam, luôn luôn ở trong trái tim tôi. Miền Nam ấy là có các đồng chí, có dân cán bộ chiến sĩ của Quảng Ngãi chúng ta đấy. Miền Nam luôn luôn ở trong trái tim tôi. Thì Bác chỉ là Bác Hồ mà thôi. Bác không bao giờ nghĩ mình là vị chủ tịch nước nguyên thủ quốc gia gần gũi thân thương đến như vậy. Có một điều cũng cần phải nói thêm một chút thôi, mà điều này bây giờ chúng ta nỗ lực nói với nhau được càng đầy đủ thì càng tốt. Vì một thời chúng ta hiểu không đúng, ta thường tránh né, không nói chuyện riêng tư của đời Bác. Chứ còn nếu biết rõ được chuyện này đấy, ta càng thương Bác hơn, vì Bác hy sinh tất cả. Sinh thời, Bác của chúng ta rất yêu quý hai loài hoa: hoa hồng đỏ thắm và hoa huệ. Hoa hồng đỏ thắm tượng trưng cho cách mạng, Bác dùng trong ngày lễ hội và tặng bạn bè quốc tế. Còn hoa huệ là thứ hoa tang, hoa thờ ông bà cha mẹ đã mất. Riêng với Bác đấy, tên của loài hoa huệ lại trùng với tên của một người con gái, Lê Thị Huệ. Mối tình đầu thầm lặng của Bác suốt cả một cuộc đời, và Bác mang theo trong trái tim mình. Và chúng ta bây giờ qua sử sách, qua tư liệu, chúng ta biết được thêm rất nhiều điều cảm động về việc này. Các đồng chí có biết là 10 tuổi đầu thơ bé, Bác mồ côi mẹ. Mẹ Bác, bà Hoàng Thị Loan, chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi 33 tuổi rồi mất. Bà nội của Bác còn ít hơn, cụ Hà Thị Hy, chỉ sống được 32 tuổi đã mất. Trong gia đình Bác đấy, Bác là người thọ nhất. Dù chúng ta vẫn cảm thấy ngắn ngủi, muốn Bác trường sinh mãi với chúng ta. Mẹ 33 tuổi lại mất trong ngày năm hết Tết đến ở Huế. Mẹ Bác mất vào ngày 22 tháng Chạp, hôm sau ngày ông Công ông Táo, chính là ngày tang lễ đưa mẹ xuống đất nơi an nghỉ cuối cùng. Mà Bác có 10 tuổi đầu thơ bé, biết làm gì. Bố thì bị triều đình đầy ải đi những nơi xa xôi trong cái việc chấm thi, vì cụ là một quan đốc học. Cụ lại mang theo người anh của Bác là Nguyễn Tất Đạt, tức là Cả Khiêm, đi cùng. Chị gái của Bác là bà Nguyễn Bạch Liên, bí danh là bà Thanh, ở quê nhà Nghệ An để chăm sóc bà ngoại đang ốm nặng.
ở Huế chỉ có bác, mẹ bác, em nhỏ của bác mà còn đang tuổi bú sữa mẹ, không có sữa phải đi xin. Tên nôm là Nguyễn Sinh Xin, còn tên giấy tờ là Nguyễn Sinh Nhuận. Mà mẹ mất rồi thì em nhỏ của bác cũng mất theo. Tuổi thơ của bác cay đắng như vậy. 10 tuổi đầu thơ bé. Để các đồng chí hiểu là ở Paris, trong ngõ hẻm công quăng, bác còn làm dỗ 20 năm ngày mẹ mất cho mẹ mình. Thì chúng ta đủ hiểu người con chí tình chí hiếu như thế. Bố của bác thọ được 67 tuổi, mất ở Cao Lãnh, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Thanh Liêm, Cương Trực. Bác học được rất nhiều từ phẩm chất của người cha. Mất ở Cao Lãnh, Đồng Tháp vào đúng lúc bác thành lập đảng năm 1930. Anh trai của bác, ông Cả Khiêm, tức là Nguyễn Tất Đạt ấy, lại mất vào đúng năm chiến dịch biên giới năm 1950, thọ được 62 tuổi. Chị gái của bác đã lặn lội từ trong quê ra gặp bác ở Hà Nội ngay sau lễ tuyên ngôn độc lập, thì thọ được 70 tuổi và mất lại đúng năm Điện Biên Phủ năm 54. Còn bác được 79 tuổi, là người thọ nhất trong gia đình, dù chúng ta vẫn muốn bác ở mãi với chúng ta. Ta có ngờ đâu khi bác mất rồi đấy, ta mới tìm thấy trong tủ sách của bác hai kỷ vật rất thiêng liêng. Trên cái tầng cao nhất của tủ sách, giá sách đấy, có một chiếc hộp gỗ khảm sa cơ. Mở ra là chiếc ảnh mẹ bác, bà Hoàng Thị Loan, đã ố vàng theo thời gian. Thủ tướng có một cuộc đời riêng tư rất bất hạnh, vất vả lắm. Bác rất thương. Thủ tướng thương bác bảo để bác ở, bác làm việc, lấy cớ có vợ con cho nên xin ở riêng, dù ở rất gần bác. Ở rất gần bác mà ngày nào cũng sang với bác. Cho nên khi bác mất rồi đấy, thủ tướng lúc nào cũng ràn rụa nước mắt, bảo tôi không thể chịu đựng được, ngày nào giờ nào cũng cứ văng vẳng bên tai tôi tiếng bác. Tôi còn cảm thấy cả tiếng guốc bác đi ra bờ ao cho cá ăn, cho nên cho tôi ở một chỗ khác xa hơn, tôi không chịu được cái nỗi đau này. Có cảm động không các đồng chí? Là như thế. Thế cho nên bác thương thủ tướng đến mức dành cho thủ tướng cả miếng ăn, cả chỗ ở. Thủ tướng cũng rất thương bác, cho nên mỗi lần sang báo cáo công việc, làm việc với bác thì lại ở lại ăn cơm cùng với bác cho bác vui. Sợ bác ở một mình, ăn một mình bác buồn. Trong bữa cơm bác nói vui thế này này: chú nhớ làm ngay cho bác một cuốn sổ chấm cơm. Ngày xưa ta ăn bếp ăn tập thể nó có cái chấm cơm và chấm công đó đồng chí. Chú làm ngay cho bác một cuốn sổ chấm cơm. Bác đặt tên cho bác là Hiền, bác đặt tên cho chú là Lành. Hàng ngày có hai người Hiền và Lành ăn cơm chung với nhau, lấy tiền lương mà thanh toán, không lấy một xu nào của quỹ đảng cả. Chữ Liêm bắt đầu từ đây. Bác còn dặn riêng là bác chỉ có một mình thôi, còn các chú còn có gia đình, có vợ, có con. Cho nên mỗi lần bác tiếp cơm các nhà lãnh đạo, bác tiếp cơm đoàn dũng sĩ miền Nam ra hoặc địa phương đến, phải lấy tiền của bác mà chi. Trên khi bác mất, ông Vũ Kỳ nộp cho Trung ương cái bản di chúc này các đồng chí, kèm theo một cái túi vải nâu, nó có cái dây rút kéo lên thế này, mở ra còn được mấy đồng bạc. 60 năm làm cách mạng, trong đó 24 năm là nguyên thủ quốc gia và đứng đầu đảng, mà chỉ còn có mấy đồng bạc cả một cuộc đời. Trên của nả riêng tư của bác không có gì đâu, không nhà cửa, không vợ con, không tài sản. Là như vậy thì ta mới càng thấy như Tố Hữu nói là một đời thanh bạch chẳng vàng son, mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn. Cái chuyện mà sinh nhật lần cuối cùng miễn cưỡng phải tổ chức mà chúng ta vừa nói với nhau đấy, bây giờ ta xem bác tiếp khách cái hôm sinh nhật đó thế nào nhé.
Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ là chú chuẩn bị cho bác xem có gì để bác tiếp khách không. Khách của bác ít nhất là 4 người này này, những người đứng đầu đảng và nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh, đồng chí Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ngày đêm bên cạnh bác. Mang nước, mang bánh kẹo ra, bác nói là các chú uống nước, ăn bánh kẹo mừng thọ cho bác đi. Và bác mong các chú thông cảm cho bác. Bác mang tiếng là chủ tịch đảng, chủ tịch nước thật đấy, nhưng bác nghèo lắm, bác không có gì hơn để thết đãi các chú đâu. Chỉ có vậy thôi. Cái chữ nghèo này là theo nghĩa đen của nó đấy, không có gì cả. Manh áo vải, đôi dép cao su đã đi vào huyền thoại, thành lịch sử. Khách nước ngoài đến thăm đấy, khi họ nhìn giường nằm của bác, bàn làm việc của bác, có ngờ đâu vị chủ tịch nước mà dùng ống bơ sữa bò này cắm những chiếc bút bi, bút chì làm việc. Hai chiếc quạt, một chiếc quạt mo cau của tỉnh đảng bộ Nghệ An biếu bác để bác nhớ kỷ niệm quê nhà khi bác về thăm quê. Chiếc quạt lá cọ là của tỉnh ủy Phú Thọ tặng bác để bác nhớ ngày kháng chiến vùng Trung Du đồi cọ, rừng cọ đồi chè thế thôi. Thời ấy bác còn khỏe, bác còn hút được thuốc lá, bác lấy điếu thuốc lá châm vào chiếc quạt lá cọ, nó thủng một lỗ. Khách nước ngoài đến thăm, không ai cầm được nước mắt. Sao lại có một lãnh tụ sống giản dị, khiêm nhường, khắc khổ đến như vậy? Và họ cứ hỏi chúng ta là tại sao quạt của bác Hồ lại thủng thế? Thế ta biết trả lời thế nào? Các cháu ở bảo tàng thuyết minh ấy, trả lời rất thông minh. Bác Hồ của chúng tôi đánh dấu tài sản đấy. Chỉ có thế thôi, không có gì cả. Chuyện ấy cũng là một điều tượng trưng, nhưng cũng lại là một sự thật. Chính vì lẽ đó ta rất buồn khi mà chúng ta mắc một lỗi lầm này. Một cái lỗi lầm rất hồn nhiên, động cơ thì rất trong sáng, hồn nhiên mà làm bác buồn. Ai lại rủ nhau khiêng vào nhà sàn biếu bác một chiếc két sắt các đồng chí? Bác thì có đồng nào. Lại cứ nghĩ là bác vĩ đại lắm, bao nhiêu tài liệu quốc tế quốc gia cơ mật giữ cho bác. Nhưng mà thói thường thì cái két tức là để đựng tiền chứ, mang vào bác buồn đấy các đồng chí. Bác bảo bác cảm ơn các chú có lòng với bác, thế là tốt. Nhưng các chú hãy nhìn với bác ra ngoài cổng. Ngoài cổng đã có bộ đội gác cho bác. Trong này tức là cái nhà sàn, các chú làm việc với bác từ sớm đến khuya. Bác chỉ vào ông Vũ Kỳ, chú Kỳ là về muộn nhất. Bác có dục về thì mới về. Thế bây giờ bác nhận cái két sắt của các chú thì chẳng hóa ra bác nghi ngờ các chú à. Ta mới giật mình các đồng chí. Ấy, ta cứ hồn nhiên kiểu như vậy, còn bác thì cực kỳ sâu sắc. Ta nông nổi bao nhiêu thì bác sâu sắc và tinh tế bấy nhiêu, ta không biết được. Thế cho nên có một cái chuyện mà chúng ta phải rút kinh nghiệm. Ai lại được tin bác về thăm? Bác rất hay về địa phương, bác là người đi địa phương nhiều nhất. Ta rủ nhau đi đón bác, toàn các nhà lãnh đạo chủ chốt địa phương cả, như chúng ta đây. Các vị lại nghĩ ra sáng kiến là ăn mặc phải giống hệt bác, quần nâu áo vải, dép cao su để bác khen là giản dị. Có ngờ đâu ô tô của bác đến càng gần bác càng thấy lạ. Sao ở đâu mà một đoàn người giống nhau thế? Thế là bác mới mở cửa xe cho bác hỏi toàn bí thư chủ tịch thường vụ cả. Bác phê bình đấy các đồng chí. Bác phê bình rất hóm hình. Mà đời bác không bao giờ nặng lời, giận mấy bác cũng kiềm chế. Ta học bác cả cái chỗ này các đồng chí này. Cái gì cũng lấp lánh vẻ đạo đức và trí tuệ cả. Giận mấy cũng kiềm chế. Bác bảo các chú đóng kịch khéo lắm. Tức là bắt trước mà, thì đi về thay quần áo để làm việc. Thế là bác phê bình, nhưng mà rất là tinh tế, không làm chúng ta bị xúc phạm. Bác rất tôn trọng con người. Ta lại cũng không hiểu, về lại bàn với nhau là tưởng bác khen, ai ngờ bác lại phê bình.
Thôi thế lần sau đón đi bác, đón bác thì mặc thật diện vào, thật sang vào để bác thích, bác vui. Cứ nghĩ như vậy, tức là ta có hiểu bác đâu. Lần sau lại toàn quần áo sang trọng đi đón bác, bác lại tủm tỉm cười, bác bảo hôm nay bác và các chú cùng nhau đi tắt nước đấy, đi tắt nước chống hạn thế này các đồng chí, mặc com lê đấy tắt nước thế nào được, đúng không? Trên rõ ràng là học bác dù bất cứ chủ đề nào là học cái tâm, cái đức, cái trí của bác để làm tốt nhất những công việc được giao phó, từ người thấp nhất như nhân viên đến người cao nhất như tổng bí thư, như chủ tịch nước, ai cũng phải học bác. Cái đề cao trách nhiệm, ta cứ tưởng là trách nhiệm của, nhất là người đứng đầu ấy, ta cứ tưởng đấy là trách nhiệm của đồng chí nguyên thủ tổng bí thư, không phải đâu các ông chị. Trách nhiệm của người đứng đầu đấy, ta tính từ cái ông tổ trưởng trở lên các ông chị nhé, từ tổ trưởng, từ bí thư chi bộ đến tận các cấp ủy và đến cao nhất, tức là tổng bí thư đấy. Và cả cái tập thể đó cùng chịu trách nhiệm. Nâng cao trách nhiệm là trách nhiệm với dân, trách nhiệm với ai mà, trách nhiệm về cái gì, trách nhiệm về công việc, trách nhiệm như thế nào, thì hãy tận tụy trung thực và nói đi đôi với làm. Không có gì cao xa cả, cứ làm đúng như vậy bằng tâm thành trí sáng của mình thì sẽ thực hiện được lời bác thôi. Thế mà vẫn có tỉnh mắc lại cái chuyện này. Ai lại một đến một tỉnh khác lại ăn mặc kiểu giống hệt bác như vậy. Bác mới chủ không? Bác mới đi hết một lượt, bác dừng lại ngẫu nhiên đúng một đồng chí trong cái đoàn đó. Bác hỏi chú tên gì, thế là kể cho bác nghe. Bác hỏi thế chú làm gì, chẳng may đây là đúng đồng chí chủ tịch tỉnh các đồng chí. Thưa bác, cháu là chủ tịch tỉnh, cháu đi đón bác cùng với các đồng chí. Bác cười, bác bảo thế bác là gì? Thưa bác là chủ tịch nước ạ. Bác bảo chủ tịch nước to hay chủ tịch tỉnh to? Bảo thưa bác là to nhất chứ ạ. Bảo đúng. Thế chủ tịch tỉnh đi đón chủ tịch nước mà ăn mặc thế này, bác phê bình đấy các đồng chí. Bác còn dặn là đi với bác ra nước ngoài phải thật sang trọng, thật sang trọng, bộ mặt quốc gia mà. Còn bác mặc thế nào là việc của bác, các chú không phải lo đâu. Các chú cứ lo ăn mặc thật sang trọng, các cô ăn mặc thật sang trọng. Ta thì giày dép rất là sang trọng, bác có mỗi đôi dép cao su. Cho nên là cứ áy náy với một đồng chí mới nghĩ ra sáng kiến là đến gặp đồng chí Vũ Kỳ. Đồng chí Vũ Kỳ ở với bác mà, nhờ đo kích thước đôi dép của bác, bí mật đóng một đôi giày thật đẹp mang lên máy bay. Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, bác ngồi vào ghế, bác đọc báo, thấy bác che tờ báo lên mặt, tưởng bác ngủ rồi, thế là mới cúi xuống rón rén giấu đôi dép của bác đi, để đôi giày vào đấy, để máy bay hạ cánh bác đi là vừa. Lúc chuẩn bị máy bay hạ cánh, bác bảo dép của bác đâu? Thế đồng chí giấu dép của bác ấy, nhanh nhẩu trả lời là thưa bác, họ cất hết vào khoang máy bay rồi. Bây giờ có đôi giày để bác đi đây. Bác cười, bác bảo chú lại giấu dép của bác rồi. Ra vén cái màn cửa khoang máy bay, trong đó có dép của bác đấy. Bác có ngủ đâu, bác biết hết đấy các đồng chí. Đấy. Cũng cái đôi dép đó, bác đi trên thảm đỏ nhé. Bác cởi ra đi trên thảm đỏ, đến thăm một ngôi chùa cổ 800 năm tuổi ở Ấn Độ. Cái ông sĩ quan cận vệ của Tổng thống Ấn Độ nói bằng tiếng Anh với bác, xin chủ tịch cứ đi cả dép. Không, bác nhập ra tùy tục, bác cởi ra bác đi chân trần trên cái ngôi, cái thảm đỏ đó, đến thăm ngôi chùa cổ. Vị thiếu tướng của chúng ta đi tháp tùng bác bây giờ rất khó xử đấy các đồng chí này. Chạy theo để bảo vệ bác hay ở lại trong đôi dép? Phóng viên nhiếp ảnh tới tấp chụp ảnh quay phim các đồng chí. Các nhà báo thì họ rất là tần mẩn, họ còn lật đế dép họ xem đó cơ mà. Thế cuối cùng phải quyết định ngay, thôi cứ để bác đi, bác đi rất nhanh rồi. Ngày xưa phải chạy kịp mới kịp bác. Ta phải trông đôi dép này vì nó là kỷ vật của quốc gia, tài sản của đất nước đấy. Đúng như thế đấy các đồng chí. Khi bác mất ấy, bác mất mùng 2 ấy, mà mùng 6 mới khởi hành lễ viếng. Phải để cách mấy ngày như vậy để đảng còn kịp thông báo với tất cả các đảng trên thế giới, để chính phủ triệu hồi các đại sứ về nước chịu tang, và nhất là để có thời gian cho đồng bào chiến sĩ miền Nam băng rừng vượt suối ra ngoài này viếng bác. Mà cảm động lắm, nhiều đồng chí mất trên đường đi có kịp ra đâu. Các đồng chí ở trong này, các đồng chí thấm thía quá cái điều đó.
đến giờ viếng bác mà vẫn còn có sự cố đấy. Đôi dép của bác để đâu? Thi hài bác đặt trong chiếc quan tài pha lê đặc biệt do Liên Xô làm. Bây giờ đôi dép để đâu? Lại chính Liên Xô khẩn cấp đóng ngay chúng cho chúng ta một cái hòm kính đặc biệt để vừa vặn đôi dép dưới thi hài bác. Bây giờ để trong bảo tàng quốc gia. Thì chúng ta ngàn đời biết ơn Liên Xô về những tình nghĩa đó, nhất là các đồng chí Liên Xô chăm sóc bảo quản thi hài bác suốt mấy chục năm, để bây giờ chúng ta hoàn toàn tự lực được. Ta trở lại câu chuyện về Bác Hồ mà nó biểu lộ rất rõ những phẩm chất đức tính đó. Ai lại cái chuyện mà nói và làm không đi đôi với nhau đấy, thì thường nó có cái biểu hiện, tức là lời nói và việc làm là nó không có tương xứng. Nói nhiều làm ít, nói nhiều làm ít đã là cái dở rồi. Bác nói là bác làm nhiều nói ít cơ mà, bây giờ lại nói và làm không đi đôi với nhau nữa, thì đấy là ngọn nguồn của việc dân mất lòng tin. Cho nên bác sốt ruột lắm. Bác nói với chúng ta một câu như thế này này: tạo hóa cho mỗi người hai con mắt để nhìn, hai cái tai để nghe, hai cái lỗ mũi để ngửi, nhưng chỉ cho mỗi người một cái mồm để nói thôi, nên các chú nói ít thôi. Giản dị đến mức không cần phải giải thích nữa. Bác nói ngay vào một cái tình huống đó để chúng ta sửa. Có một lần tự nhiên bác lại hỏi nhà thơ Tố Hữu, một nhà thơ nổi tiếng bác rất yêu quý, chúng ta đều rất thuộc thơ Tố Hữu, nhất là bài Để Tang Bác. Bác hỏi: chú đi đây đi đó, học nhiều biết rộng, chú thử nói cho bác xem, chú hiểu dân chủ là thế nào? Nhà thơ lại tưởng bác kiểm tra mình về lý luận, chứ bao nhiêu tri thức học được ở sách vở, là nói rất là lưu loát với bác, nói dài, nói nhiều, bác nghe hết. Bác rất là tôn trọng người đối thoại, người nghe. Xong rồi bác mới tủm tỉm cười. Bác bảo: bác chỉ cần chú một câu thôi, mà sao chú nói dài thế, nói nhiều thế? Nói một câu là khó lắm đấy các đồng chí. Mà bác là có biệt tài như thế này: nói ngắn viết ngắn, nói ít viết ít, chỉ làm là chủ yếu. Mà trong việc làm nó cứ tỏa hết ra tư tưởng, đạo đức, trí tuệ, phong cách của mình là anh cả. Cũng không ở đâu như Việt Nam, nguyên thủ quốc gia và thủ tướng ở với nhau tình nghĩa vẹn tròn như thế mấy chục năm. Thì bao nhiêu điều đó sâu xa ra là những nét đẹp về văn hóa đạo đức, văn hóa chính trị, văn hóa dân chủ, văn hóa pháp luật. Nó chính là đỉnh cao của tất cả các cái thành tựu này này. Nâng cao trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Có lần mà bác gọi ông luật sư Hồ Đắc Điềm đến. Ông này là con gia đình quý tộc, 30 tuổi đã tiến sĩ luật học từ Paris về rồi. Mà tiến sĩ từ Paris về, tức là trung tâm văn minh châu Âu, thì học vấn uyên thâm lắm. Mà luật học, luật sư, đang rất cần người tài giỏi giúp nước, bác cho mời đến gặp. Ta xem những cái bài học nhân cách của bác đối xử với trí thức này. Tỉnh chúng ta có tới 3 trường đại học, đội ngũ trí thức này là nhân tài, là rất quý cho tỉnh trong cái sự đột phá để phát triển. Càng phải học bác cái ứng xử với trí thức. Bác dặn là: chú, bác biết chú là người nhiều chữ, theo bác chú nên san sẻ bớt cho người ít chữ. Không nói khái niệm sách vở, trước một trí thức chỉ cần tấm lòng, chỉ cần trái tim thôi. Cảm động vì câu nói này mà luật sư Hồ Đắc Điềm để cả cuộc đời dạy chữ cho dân theo gương bác. Câu này tất cả chúng ta, nhất là các nhà giáo, hãy nghiền ngẫm. Có lẽ ta có để cả đời cũng không học được một cái câu này của bác đâu không chứ nhé. Bác biết chú là người nhiều chữ, theo bác chú nên san sẻ bớt cho người ít chữ. Thì thấm thía đến vô cùng các đồng chí. Sang Pháp để đàm phán dài ngày sóng gió với nước Pháp khi nó đang dã tâm xâm lược lại Việt Nam, bác như người thuyền trưởng
đưa con thuyền vượt qua mọi mỏm đá gành. Bác đưa cho ông Phạm Văn Đồng, lúc đó chưa phải thủ tướng, còn rất trẻ, đi giúp việc bác thôi, một cái mảnh giấy. Chú đi tìm cho bác một người, bác ghi ở đây, địa chỉ ở đây, Paris bác thuộc như trong lòng bàn tay. Đó là kỹ sư Phạm Quang Lễ, chuyên gia sản xuất vũ khí của cả Đức và Pháp. Lương tháng là mấy chục lạng vàng một tháng, mà sang Pháp từ hồi nhỏ, mấy bằng cử nhân tiến sĩ, một chuyên gia hàng đầu về sản xuất. Bác nhìn xa trông rộng như vậy, thế là bác chuẩn bị đưa người tài về nước thì mới có vũ khí để mà đánh Điện Biên Phủ. Nhìn xa trông rộng như vậy. Và ông Phạm Quang Lễ biết rằng bác là một tấm gương lớn, nhân cách lớn, cho nên rất ngưỡng mộ. Lại có thư riêng của bác, cho nên rất cảm động đến gặp bác ngay. Đang sống trong nhung lụa, bác bảo về với bác. Mà về thanh thản nhẹ nhõm như không. Bác bảo kháng chiến đến nơi rồi, có đàm phán thế này chứ đàm phán nữa cũng tan vỡ thôi. Vì nó dã tâm cướp nước ta một lần nữa, chú chuẩn bị về nước với bác có được không? Nhân dân đang đợi chú ở nhà. Người trí thức ấy, chỉ cần một câu ấy thôi, được lời như cởi tấm lòng. Vàng bạc châu báu vật chất chỉ là phương tiện, không bao giờ là mục đích cứu cánh cả. Về với bác. Nhưng bác thẳng thắn đến mức bác nói là, nhưng với chú thì bác không giấu. Bác phải nói ngay với chú cái điều này. Nước nhà với độc lập còn nghèo lắm, không có lương đâu chú ạ. Bác biết thừa là đang lĩnh mấy chục lạng vàng một tháng chứ. Bác dù về với bác không có xu nào cả, mà vẫn về nhẹ nhõm, thanh thản. Không có tiền thì cũng có một tấm lòng. Về đến nước, bác dặn là chuyển thuốc lá của bác sang cho kỹ sư. Bác đã bố trí cho kỹ sư làm việc gần chỗ bác để bác động viên. Và sau này bác phong tới chức trung tướng, cục trưởng cục quân giới để chuyên lo vũ khí. Cho nên có Điện Biên Phủ vì có Võ Nguyên Giáp và Trần Đại Nghĩa. Nhưng có được Võ Nguyên Giáp, Trần Đại Nghĩa vì có Hồ Chí Minh. Cả Điện Biên Phủ Việt Bắc và cả Điện Biên Phủ trên không ở Hà Nội. Và cả thần tốc để giải phóng miền Nam. Năm 75, bức lệnh của chính Đại tướng viết. Tất cả đều cho công lao trời biển của bác hết. Mà cái bệ đỡ vẫn là nhân dân. Nền tảng vẫn là nhân dân. Dân với quân, dân với nước, dân với đảng, dân với chính phủ. Thấm thía đến như vậy. Thế cho nên, ta mới chuyển sang tiếp cái chuyện về cái đôi mắt này của bác. Đôi mắt của bác là trí tuệ, là linh hồn của dân tộc, sự sống của cách mạng. Mà những thời điểm nghiệt ngã như vậy, bây giờ mắt bác đau nặng, hiểm nghèo không? Tự nhiên đang làm việc, bác sĩ Đào Xuân Trà, trưởng khoa mắt của Bệnh viện Quân đội Trung ương năm 1965, được lệnh đặc biệt bàn giao tất cả công tác chuyên môn, công tác đảng lại, bí mật nhận nhiệm vụ khác, sang đây để chữa mắt cho bác. Bác sĩ Đào Xuân Trà xúc động lắm, bây giờ biết làm thế nào, liệu có chữa được không, mà không chữa được thì ân hận cả đời. Mà còn cách mạng, còn nhân dân như thế. Nên đề nghị với Trung ương là hay là mời thần y Trung Quốc sang chữa cho bác, hay là đưa bác sang nước ngoài để chuyên gia chữa cho bác vì có điều kiện và phương tiện. Trung ương trả lời thế nào? Bảo Trung ương đã cân nhắc kỹ rồi. Đây là việc tuyệt mật. Cho nên chỉ có giao cho thầy thuốc Việt Nam, mà chọn là ông Đào Xuân Trà. Hỗ trợ thêm là Bộ trưởng Y tế Phạm Ngọc Thạch. Hỗ trợ thêm nữa là giáo sư Nguyễn Trọng Nhân, chuyên gia số 1 về nha khoa, về mắt, về nhãn khoa, về mắt của chúng ta. Nhưng mà kíp chính để chữa trực tiếp hàng ngày cho bác, tiêm thuốc cho bác, đo nhãn áp cho bác và tìm các dược liệu quý để điều trị cho bác là giao trách nhiệm chính cho ông Đào Xuân Trà. Đến lo lắng lắm. Đến phòng khách ngồi chờ bác đến, bác vẫn đi ung dung thanh thản từ nhà sàn đến. Bác khoác chiếc áo đại cán ở bên ngoài, tay bác vẫn cầm hộp kính, bác vẫn đi. Đến nơi, bác thấy bác bảo các chú đến chữa mắt cho bác phải không? Các chú uống nước đi, ăn bánh kẹo đi, rồi vào việc ngay cho bác.
bệnh của bác thế nào phải nói thật cho bác biết, đừng giấu bác, để bác cháu cùng tìm cách giải quyết. Bác chủ động lắm đấy các đồng chí. Bác cũng lo chứ, nhưng bác cố ung dung thanh thản để động viên chúng ta, để chúng ta không xúc động, không bối rối thôi. Thì khi bắt đầu vào công việc, mời bác ngồi vào ghế, và theo chỉ dẫn của bác sĩ, bác xoay người các động tác nhẹ nhàng đúng như chỉ dẫn bác sĩ để khám mắt, đáy mắt cho bác. Càng khám càng xúc động, không chữa ngay thì mù lòa mất. Biết làm thế nào? Xúc động quá, bác biết chứ. Bác rất nhạy cảm các đồng chí. Bác cố ra chuyện nói vui, chuyện pha trò để cho anh em không buồn và đỡ xúc động thôi, đỡ lúng túng. Ông bác sĩ Đào Xuân Trà thì lại theo thói quen nghề nghiệp. Thói quen nghề nghiệp thì hỏi ngay một câu để bác lại buồn cười. Bảo thưa bác, mắt bác đau thế nào? Câu hỏi rất là cửa miệng thế mà. Bệnh nghề nghiệp, mắt bác đau thế nào? Bác cười, bác bảo chú đến khám cho bác mà lại hỏi bác mắt đau thế nào. Thế là mọi người cùng cười. Bác cố vui lên để cho mọi người cùng vui. Thế bác lại hỏi là, thế bây giờ bác đố chú là bác đau mắt nào? Có hai con mắt mà, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay, bác đau mắt nào? Trung ương đã dặn rồi, rồi lúng túng xúc động quên mất, lại nói sai. Bác cười, bác bảo thế mà bác được giới thiệu chú giỏi lắm, mà sao hôm nay bác cứ tưởng chú là lăng băm thế? Bác rất vui các đồng chí. Đấy. Bác lại hỏi tiếp, chú có vợ chưa? Bảo thưa bác, cháu có vợ rồi, có gia đình rồi. Thế chú có sợ vợ không? Bác không có vợ con mà bác hiểu lắm những chuyện tếu táo của chúng ta đấy các đồng chí nhé. Chú có sợ vợ không? Chú có vào hội những người sợ vợ không? Bác biết hết đấy các đồng chí. Bác cố vui để chúng ta vui thôi. Và sau đó tiêm thuốc vào cho bác, và cho bác uống thuốc theo phác đồ điều trị hàng ngày. Nhưng bí mật có rất nhiều cuộc hội chẩn không có bác, để đưa ra các phương án sang các nước để tìm thêm thuốc, học thêm kinh nghiệm. Đồng thời hàng ngày đi tìm dược thảo để chữa cho mắt cho bác. Và bác cũng kết hợp tự luyện tập. Cứ buổi sáng bác nhìn ánh bình minh, và buổi tối bác cũng cố gắng nhìn để cố dần điều chỉnh dần. May sao cho dân tộc chúng ta, bao nhiêu lần bác tai qua nạn khỏi, cứu được đôi mắt của bác. Vậy mà đến phút cuối cùng, những ngày tháng trên giường bệnh, mắt bác lại mờ đi. Bác cầm tay thủ tướng mà bác cứ luôn miệng hỏi, chú Tô đâu, chú Tô đâu? Bác có nhận rõ đâu. Chú Tô là bí danh thủ tướng, chú Ba là bí danh của Tổng Bí thư Lê Duẩn, chú Năm là bí danh của Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh, còn chú Văn, Văn Võ Song Toàn là bí danh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bác toàn gọi bằng bí danh thôi. Cứ chú Tô đâu, chú Tô đâu. Thủ tướng đến gần giường bác, bên cạnh gối nằm. Bác hỏi là, tính cho bác xem quốc khánh năm nay lần thứ bao nhiêu? Thủ tướng trả lời bác là, thưa bác, 24 năm. Bác minh mẫn đến phút chót. Bác nói nhỏ là, hai giáp có phải không chú? Giáp tức là 12 năm, năm chẵn. Ý là bác bảo đốt pháo hoa cho dân chúng mừng. Bác không ra được với dân nữa, bác buồn lắm. Chú là thủ tướng đọc diễn văn phải vui lên, đừng để dân buồn. Thủ tướng lại khóc. Mà các đồng chí nhớ cái nét chi tiết riêng này của thủ tướng này. Thủ tướng cũng như bác, dễ xúc động lắm. Bản thân thủ tướng có một cuộc sống riêng tư rất vất vả. Bà vợ trầm cảm mấy chục năm nay mà vẫn chưa khỏi, không chữa được, ra nước ngoài cũng không khỏi. Thủ tướng có lần khóc với người thư ký riêng của mình là đồng chí Việt Phương, năm nay đã 84 tuổi rồi, mà nhà thơ nổi tiếng. Và anh Nguyễn Tiến Năng là thư ký cuối đời của thủ tướng. Thủ tướng nói là, về việc này tôi có lỗi. Tức là để bà Cúc trầm cảm như vậy. Bà Cúc là tên vợ của phu nhân của thủ tướng.
cái cuộc đi từ Việt Bắc vào Liên Khu 5 thì còn gì là người nữa các đồng chí. Khó khăn như vậy, thủ tướng lúc bây giờ lại đặc trách Liên Khu 5, cho nên bị bệnh trầm cảm mà không ở, không ăn ở được với nhau. Chỉ còn có một người con duy nhất là thiếu tướng quân đội hiện nay, anh Phương. Cho nên là thủ tướng có lần nói thế này này, thủ tướng có lần tâm sự là mong sao cho tôi được chăm sóc bà ấy, bà ấy đi trước tôi đỡ khổ hơn, để tôi được chăm sóc bà ấy, để đền ơn nghĩa cho bà ấy, lỗi là tại tôi, nhận hết về mình. Mà rồi thủ tướng đã về với bác lâu rồi mà bà Cúc vẫn trầm cảm như vậy, thì ta mới thấy xót xa biết bao nhiêu. Những cuộc đời gần với bác đều như thế đấy các đồng chí. Trên bác cứ cầm tay thủ tướng suốt những ngày tháng cuối cùng trên giường bệnh, và thủ tướng với bác là như vậy. Cái bản di chúc này các đồng chí có đọc bao nhiêu lần đi nữa, chúng ta có thuộc lòng bản di chúc này đi nữa, nhưng mà sự khám phá những huyền diệu của nó thì không bao giờ hết. Đúng như nhà văn Sơn Tùng nói, chuyện Bác Hồ trăm năm chưa rõ ngọn nguồn, chưa thấu ngọn nguồn. Nó cứ lấp lánh ẩn hiện từng từ một. Trên đời này không có ai đang đứng ở đỉnh cao quyền lực mà lại nghĩ về cái chết. Bác thì nghĩ đến 5 năm liền, từ lúc 75 tuổi, gần 5 năm liền. Không có ai viết di chúc mà lại vui. Thói thường viết di chúc là buồn chứ các đồng chí. Biết là mình sắp chết, dặn lại con cháu điều gì thì dặn đi. Còn bác thì vui, vui khi viết di chúc. Mà bác có dặn cho con cháu theo cái nghĩa thông thường trong từng gia đình đâu. Bác dặn việc dân, việc nước, việc dân tộc, việc nhân loại, tất cả. Thì trên thế giới này duy nhất chỉ có tác phẩm này. Trên đảng ta coi là bảo vật quốc gia, là hoàn toàn có căn cứ đấy. Bản di chúc đọc vào cho chúng ta một cảm nhận, bác của chúng ta biết cả bệnh mà cũng linh cảm thấy cả mệnh. Đây là giới hạn của sự sống chứ không có gì thần bí đâu các đồng chí. Biến nó thành thần bí, mê tín dị đoan thì không bao giờ, nhưng mà cái linh thiêng về tâm linh này này thì là điều có thật. Không suy diễn một chút nào, nó toát lên từ trong câu chữ của bác. Bài tại sao mà lần đầu tiên viết di chúc, bác viết là ai mà đoán biết được tôi còn sống được mấy tháng mấy năm nữa. Cho nên luôn luôn bác không cho làm sinh nhật. Đến năm 68, năm tổng tiến công Mậu Thân, bác chữa đi chữa lại rất nhiều lần bản di chúc, gần như viết lại. Mà năm 68 là năm tổng tiến công Mậu Thân là vĩ đại và oanh liệt như thế, nhưng lại không trọn vẹn. Đến năm 75 mới xong thì bác đi mất rồi. Mà trước tổng tiến công thì đại tướng Nguyễn Chí Thanh ra đi, bác khóc, bác bảo bác mất một nửa sự sống rồi, tim bác đau dữ rồi. Cái nhà sàn chỗ bác ở phải treo một quả chuông nhỏ, để ai đến làm việc mở cửa chuông reo bác đỡ giật mình. Còn bây giờ bác đi mất rồi, chuông cũng không reo nữa, rèm cửa đóng lại, đèn thì tắt đầy tang tóc. Chuông ơi, chuông nhỏ còn reo nữa, phòng lặng rèm buông tắt ánh đèn, là như vậy. Thì cái năm 68 này bác viết ngược lại, ai mà đoán biết được tôi còn sống được mấy tháng mấy năm nữa. Còn cái năm 69 cuối cùng này, không còn tháng, không còn năm, chỉ còn giây lát. Bác viết ngược lại là ai mà đoán biết được tôi còn sống được bao lâu nữa. Hôm chữa di chúc lần cuối cùng thì lại đúng ngày bác chủ trì hội nghị trung ương. Bác nhìn đồng hồ thấy 9 giờ sáng. Thời chiến tranh ấy, ta họp rất sớm các đồng chí nhé. Có lần mà họp quốc hội từ 6 giờ sáng. Có lần mà 5 giờ sáng bác đã có mặt ở phòng khách để tiễn khách quốc tế về nước thời chiến tranh. Thì hôm đó 9 giờ sáng bác bảo các đồng chí trung ương nghỉ giải lao. Giải lao xong, chú ba là đồng chí Lê Duẩn đấy, chủ trì thay cho bác
bác phải về nhà có chút việc. Không ai biết là việc gì, chỉ có hai người mang máng biết. Một là bác chữa di chúc, là ông Vũ Kỳ, vì ông Vũ Kỳ giữ cho bác mà. Thứ hai là đồng chí Lê Duẩn được bác mời đến ký chữ ký. Nhưng mà tất cả các ủy viên trung ương tiễn bác về nhà, xuống ô tô đi chậm, chân bác đau mà xót xa ái ngại. Bác chữa di chúc trong nhà sàn, chứ không về cái vùng có cái cánh rừng gọi là đá trông K9 mà chúng ta đã từng đến nữa để chữa. Có ngờ đâu, đấy là lần chữa cuối cùng. 4 tháng sau thì bác đi. Cái ngôi nhà sàn của bác cũng rời xa không ở nữa. Đúng 3 tuần lễ thì bác đi. Vì các bác sĩ đề nghị với Trung ương cố gắng để mời bác xuống ở cái nhà 1 tầng cấp 4 phía dưới. Bác leo cầu thang rất nguy hiểm, tim bác đau dữ dội và bác mất trong một cơn đau tim dữ dội. Bác chỉ ở cái nhà đó được đúng 3 tuần 21 ngày rồi bác đi. Đó chính là cái nhà hầm để tránh bom Mỹ mà làm cấp tập trong khi bác đi họp quốc tế về. Bác về để thấy thì bác ở luôn, ta cứ nghĩ như vậy, bác có ở đâu. Bác bảo các chú đã làm thì các chú ở đi, bác ở nhà sàn rồi. Chúng ta phải trả lời bác là thưa bác, đây là quyết định của Bộ Chính trị. Mà bác là người rất chấp hành tổ chức. Bác bảo nếu là quyết định của Bộ Chính trị thì bác chấp hành. Nhưng để làm phòng họp của Bộ Chính trị, của Trung ương, hoặc để bác tiếp khách quốc tế và trong nước, chứ bác cũng không ở. Đến phút chót, tim đau quá, bác đành phải chấp nhận xuống ở. Cái chỗ ở đó, những ngày giây phút cuối cùng nó biến thành một đặc biệt bệnh viện đặc biệt để trông nom cứu chữa bác bằng mọi cách mà không chữa được. Thì bác đi. Bác cứ lúc tỉnh lúc mê các đồng chí. Mà tại sao tỉnh dậy câu đầu tiên bác hỏi lại là miền Nam? Chiến trường miền Nam hôm nay thắng ở đâu? Đê vỡ có nhiều không? Có kịp sơ tán dân đi không? Sắp đến ngày khai giảng rồi, chuẩn bị trường sở sách bút cho các cháu đến đâu? Mấy câu thôi để các đồng chí nghĩ về những điều hôm nay chúng ta đang nhấn mạnh. Đủ hết tất cả ở trong những câu đó đấy các đồng chí. Rồi bác lại ngất đi. Và khi tỉnh dậy, bác cứ nghe văng vẳng đâu đó tiếng khóc. Bác cố mở to mắt nhìn, hóa ra toàn các cháu gái đứng phía cuối giường bác khóc nức nở vì thương bác gầy quá. Bác có ăn uống gì đâu, mỗi ngày 2 thìa sữa cho bác mà nó cứ trào ra hết. Bác hỏi các cháu ở đâu đến mà không cháu nào trả lời được, xúc động không nói được. Ông Vũ Kỳ luôn luôn phải trả lời thay cho các cháu. Thưa bác, đây là các bác sĩ, hộ lý, y tá Trung ương cử từ bệnh viện quân đội đến để chăm sóc bác. Xin bác yên lòng. Bác bảo là các chú chỉ làm phiền các cháu thôi. Ý bác là các cháu còn trẻ quá, sợ không có kinh nghiệm, nhỡ nói ra ngoài bác ốm nặng thì dân tình lo lắng, chỉ lo cho dân thôi. Suốt đời chỉ lo cho dân, quên mình đi chỉ vì dân thôi, là như thế. Ông Vũ Kỳ ở với bác rất lâu cho nên hiểu lòng bác lắm. Bảo thưa bác, xin bác yên tâm, các cháu trước khi đến đây đã được dặn rất chu đáo rồi, tuyệt đối không được ai nói ra ngoài bác ốm nặng. Sức khỏe lãnh tụ được ghi vào danh mục các bí mật quốc gia đấy các đồng chí. Nhất là các nước kiểu châu Á, phương Đông như chúng ta như thế này. Vì nó ảnh hưởng lắm đến cái diễn biến chính trị của thời cuộc. Thế là bác lại yên tâm, nhưng bác vẫn khóc, cứ nước mắt cứ ròng ròng. Bác bảo là chú Kỳ, sao trong phòng của bác không có hoa tươi? Thế là sai cảnh vệ chạy nhanh ra phía sau nhà sàn, có luống hoa hồng và hoa huệ ngắt vào cắm vào lọ cho bác. Bác lại ngất đi.